Xin chào các bạn. Biết là đã muộn rồi nhưng mà thực sự là chỉ có cái giờ muộn này thì mới có thể làm video livestream để trả lời các cái câu hỏi của mọi người. Gần đây thì mọi người có inbox và rất là lo lắng về cái dịch bệnh này, rồi là có rất là nhiều mẹ thì muốn tìm hiểu về diện chẩn. Và mình thì tổng hợp lại tất cả những cái vấn đề mà mọi người hỏi đó để làm cái video livestream để trả lời chung. Hôm nay thì đặc biệt là cái video mà trả lời cho bạn Lê Thị Ngọc Ánh. Ánh thì là bạn cấp 3 của mình và đã theo dõi Facebook của mình cũng như là áp dụng diện chẩn cho con từ rất lâu rồi. Thì con của bạn gần đây là bị một cái bệnh đó là viêm mao mạch dị ứng. Mình cũng chưa gặp bệnh nhân nào mà bị cái chứng bệnh này cả. Tuy nhiên thì mình có lên mạng và tìm hiểu cũng như là mình hỏi cái tình trạng của con, thì anh có cho biết là thứ nhất là con là bị xuất huyết dưới da và bác sĩ có nói là nó sẽ có thể biến chứng và làm suy thận. Và bạn đang rất là lo lắng về việc là làm sao để mà hỗ trợ thận cho con. Thì qua cái việc mà mình nghiên cứu ấy, thì mình thấy rằng là cái chứng bệnh mà viêm mao mạch dị ứng này nó có một cái nguyên nhân chủ yếu là do sức đề kháng của trẻ kém. Nó có thể là bị dị ứng với thời tiết hoặc là dị ứng với các cái tác nhân trong môi trường sống, và nó gây ra cái bệnh này. Và bệnh này thì nó cũng dựa vào sức đề kháng của cơ thể để khỏi bệnh thôi. Và rất là nhiều người có inbox và hỏi mình về cái việc là làm thế nào để tăng sức đề kháng. Thì tất nhiên là có rất nhiều cách để tăng sức đề kháng, nhưng mà cách tốt nhất để tăng sức đề kháng đó chính là làm 6 vùng phản chiếu bạch huyết của diện chẩn. Mọi người nói rằng là hỏi cái gì thì cũng trả lời là 6 vùng phản chiếu bạch huyết, thì mình cũng chỉ cười thôi, bởi vì đó là cái kỹ thuật mà tuy là đơn giản nhất nhưng mà cũng là hiệu quả nhất cho cái vấn đề mà mình muốn tăng sức đề kháng, và nhất là trong mùa dịch bệnh này. Thì cái kỹ thuật mà 6 vùng phản chiếu bạch huyết ấy, nó tốt cho cả người lớn và trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi. Chỉ lưu ý một điều là đối với trẻ nhỏ dưới 14 tuổi thì mình không làm như là một cái phòng bệnh, mà chỉ khi có bệnh mình mới sử dụng 6 vùng phản chiếu bạch huyết để trị liệu mà thôi. Còn đối với lại người lớn mà trên 25 tuổi thì có thể làm 6 vùng phản chiếu bạch huyết hàng ngày để tăng cường sức đề kháng. Và để giới thiệu cách làm tăng sức đề kháng cho bạn Lê Thị Ngọc Ánh, và nhất là bạn lại chưa học về diện chẩn cũng như là chưa có cái tài liệu gì về diện chẩn, thì trước tiên là mình xin giới thiệu là bạn nên có trong tay cái cuốn sách diện chẩn ABC này. Bị ngược màn hình đúng không? Mình đổi lại cái màn hình nhé. Thì đây là cuốn sách căn bản và gối đầu giường của diện chẩn. Và bạn khi mà có trong tay cái cuốn sách diện chẩn ABC này thì bạn có thể tự nghiên cứu và thực hiện được theo rất là đơn giản các cái kỹ thuật mà hướng dẫn giới thiệu trong cuốn sách này. Và cái trang mà thầy Bùi Quốc Châu giới thiệu về 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết ấy, thì nó ở trang 122. Và cái tài liệu này thì mọi người nên mua và đi kèm với lại một cái cây giò dây. Thì cây giò dây này nó sẽ giúp cho mẹ thực hiện được cái kỹ thuật 6 vùng phản chiếu bạch huyết cho con tốt nhất. Mình nói là tốt nhất thì chắc chắn là sẽ có tốt thứ hai đúng không ạ? Tốt thứ hai là mẹ có thể dùng ngón tay để làm massage trực tiếp trên da mặt cho con. Bởi vì đôi khi trẻ nhỏ thì nó rất là thích được cha mẹ chăm sóc, âu yếm,
massage lên mặt của nó như thế, thì mẹ chỉ cần xem kỹ cái kỹ thuật thôi thì cũng có thể làm được cho con rồi. Còn nếu mà sử dụng cái cây giò dây này thì đối với trẻ nhỏ mình sẽ sử dụng cái đầu này gọi là đầu dây phớt. Thì cách mà thực hiện 6 vùng phần chiếu hẹp bạch huyết ấy, nó rất là đơn giản. Có rất là nhiều video clip đã giới thiệu cái kỹ thuật 6 vùng phần chiếu hẹp bạch huyết này rồi. Mình sẽ chỉ nhắc lại một chút cái nguyên tắc làm. Đó là mẹ sẽ làm trái trước phải sau cho con, bên trái của con nhé. Và mình sẽ làm mỗi vùng, đối với trẻ nhỏ thì mình sẽ làm từ 10 cho đến 15 lần thôi. Đối với người lớn thì mình làm 30 lần. Và vùng số 1 ấy, mình sẽ làm từ đầu cung mày đến vòng hết vào cái đường cong của ổ mắt này. Đó. Vùng số 2 là dọc theo sống mũi này. Vùng số 3 là đường vòng hai bên cánh mũi này. Đó, mình cũng làm 10 cho đến 15 cái này. Đường số 4, đường pháp lệnh này. Hai bên. Vùng số 5, đường cong ụ cằm. Vùng số 6, vòng quanh lỗ tai. Và đấy là kết thúc 6 vùng phản chiếu hẹp bạch huyết căn bản. Còn mở rộng ra thì học trò rồi là các con của thầy Bùi Quốc Châu có đưa ra thêm những cái vùng bổ sung. Ví dụ như là mẹ có thể làm cho con cái vùng đường viền tóc, mi tóc trán này. Hoặc là vùng cung mày này. Đó, vùng dưới ổ mắt này. Và hai đi qua đi lại giữa cái đường nhân trung này. Thì đây là cách dễ nhất để mà mình tăng sức đề kháng cho con. Và với cái bệnh viêm mao mạch dị ứng này thì có một cái vấn đề mà bạn Ánh lo lắng, đó là suy thận. Thì trước tiên là mẹ có thể làm cái 6 vùng phản chiếu hẹp bạch huyết cho con này ngày một lần, có thể vào buổi sáng hoặc là buổi tối trước khi con đi ngủ cũng đều được. Nó hỗ trợ tăng sức đề kháng nói chung và sẽ giúp điều tuần hoàn các cái hệ khác trong cơ thể. Cái này mình chia sẻ dựa trên những cái kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của cá nhân làm cho bản thân mình cũng như là cho những người khách hàng mà đã từng trị liệu cùng với mình. Vậy nên là mẹ có thể làm từ 10 cho đến 15 ngày theo dõi lại, sau đó thì đi khám bác sĩ và xem cái kết quả của cái kỹ thuật 6 vùng phản chiếu hẹp bạch huyết này nó tác động cho con như thế nào. Sau đó thì mẹ sẽ có thể là song song làm thêm những cái kỹ thuật mà sẽ hỗ trợ để làm khỏe, hỗ trợ cái hoạt động của thận. Thì mình sẽ tác động vào những cái vùng sau đây này. Đầu tiên là mình sẽ chỉ ở trên đồ hình trước để mẹ nhớ được về mặt hình ảnh trước nhé, xong rồi mình làm trên mặt sau. Thì trong cái cuốn sách đồ hình của sách diện chẩn ABC này thì sẽ có những cái vùng mà phản chiếu của thận ở trên mặt. Nếu mà mẹ chưa hiểu về cái nguyên lý hoạt động của cái kỹ thuật trong diện chẩn, cái phương pháp đó là điều khiển liệu pháp, thì mẹ sẽ xem một cái video ở trên kênh diện chẩn online, kênh YouTube của diện chẩn online về điều khiển liệu pháp là gì trước đã. Mình sẽ gắn đường link ở dưới cái video này. Thì để mẹ hiểu là khi mà mình tác động ở trên mặt, nó như là mình tác động vào cái bàn phím và nó gửi tín hiệu lên não là cái CPU và nó xử lý thông tin. Sau đó nó sẽ cho cái thông tin đầu ra là cái kết quả trị bệnh của con. Thì cái vùng mà phản chiếu của thận ở trên trán đây ạ, mình nhìn nhá, nó sẽ là đường viền của con ngươi mắt đi lên 1/3 phía trên của trán như thế này. Nên là mẹ sẽ dùng cái que giò này, mẹ gạch như thế này, như là mẹ tô màu. Đó, hai bên. Mọi người có thể chụp màn hình lại cái vị trí này. Đó. Tô màu hai bên.
tô đi tô lại lặp lại 30 giây cho một vùng. Vùng thứ hai đó là cái quả thận ở trên sống lưng này, thì tiếp theo là bạn sẽ vạch cái thận ở trên sống lưng này. Đó, cũng tô 30 tiếng đếm như thế. Tiếp theo vùng số 3 là thận ở hai bên mép này. Thì bạn sẽ lặp đi lặp lại 3 lần cho ba cái vùng đó. Và mình sẽ làm ngày một lần. Sau khi mà mình tô màu các cái vùng phản chiếu của thận ở trên mặt xong để hỗ trợ kích hoạt cho thận tốt hơn, thì mẹ sẽ có thể dùng tay và chà cái tai này cho con. Tai thì trong phương pháp diện chẩn của thầy Bùi Quốc Châu và trong rất nhiều những cái phương pháp khác thì nó là cái nơi mà phản chiếu của thận này và của dạ dày này. Và trong dân gian ấy, thì các cụ cứ nói là xem tướng là xem tai, và tai ai mà cứng này, dày này, dày thì tức là người đó rất là khỏe mạnh. Nên là mình chăm sóc, mình massage cái đôi tai này thì sẽ hỗ trợ được cái chức năng thận cho bé. Nên là cái massage tai này là một trong những cái bước mà mình nên nhớ mình làm đều đặn. Và massage tai này thì mình một ngày mình có thể làm từ 2 cho đến 3 lần. Hoặc là mình dặn con, bất kỳ lúc nào con cũng có thể đưa tay lên và chà cái tai này. Và mùa này thì ở miền Bắc của Việt Nam lạnh. Thì khi mà mình đi ra ngoài đường đối với trẻ nhỏ ấy, thì mình nên là gọi là che cái tai ấm cho con. Thế còn ví dụ như là bé mà khó ngủ hay là kém hấp thu ấy, thì mình cũng có thể là xoa dầu cù là nóng vào tay này. Sau đó thì mình chà cái tai cho con mỗi ngày thì cái tiêu hóa cũng như là cái chức năng thận của con nó sẽ tốt lên. Và cái bước thứ ba mẹ có thể làm cho con là sử dụng một cái cây lăn sừng như thế này để lăn ở lưng cho bé. Ở lưng thì cái vùng nào là vùng phản chiếu của thận thì rất là dễ rồi, ngay sau cái thắt lưng ấy là thận đúng không ạ? Đấy, ngay sau thắt lưng này, cái chỗ eo thắt lưng này này là vị trí phản chiếu của hai quả thận. Thì mẹ có thể sử dụng một cái cây lăn gai này, mình lăn trực tiếp ở trên lưng cho con như thế này mỗi tối thì nó cũng sẽ hỗ trợ chức năng của quả thận. Nếu mà mình không có dụng cụ, mẹ hoàn toàn có thể dùng cái cườm tay này. Mình lưu ý là mình không dùng cái mặt trong của tay này. Mặt trong của tay này thì nó sẽ mang tính âm là mát, nên là mẹ sẽ nắm tay lại như thế này. Đó. Và ví dụ đây là cái lưng của con thì mẹ sẽ chà bằng cái cườm tay này. Và mình sẽ chà bằng cái một chút dầu cù là ấm. Đó, mình trẻ nhỏ thì mình có thể dùng dầu tràm. Đó, nhưng mà dầu cù là thì bé cũng chịu được, mình lấy một cái lượng ít thôi. Còn nếu mà dùng cây lăn trên lưng của bé thì mình cũng sẽ lăn như thế này. Thì tùy vào hoàn cảnh là mẹ có cái gì thì mẹ dùng cái đó, dùng tay cũng được, dùng dụng cụ cũng được. Thì đấy là các cái vị trí mình sẽ nhắc lại cho mẹ Ánh nhé. Thứ nhất là làm 6 vùng phản chiếu bạch huyết cho con này. Thứ hai là tô màu 3 vùng trán này, mũi này và hai bên mép này, đúng không? Thứ ba là chà tai. Đó, chà nóng hai cái tai. Và thứ tư là mẹ sẽ chà trực tiếp thận ở trên lưng cho con. Thì đấy là bốn cái cách để mẹ có thể giúp con. Thứ nhất là tăng sức đề kháng, thứ hai là kích hoạt và chăm sóc thận. Đó là những cái cách rất là đơn giản của diện trần. Chỉ cần bạn tin thì bạn sẽ làm được, và ai tin thì sẽ được hưởng. Và video đến đây là kết thúc, và đã chia sẻ khá là đầy đủ các cái thông tin với cái trường hợp
bệnh cụ thể này. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về diện chẩn hay là về sức khỏe thì mọi người đừng ngại ngần inbox cho Ngọc Anh nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.